Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của công ty đồ gỗ Minh Nghệ Hồng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hồng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ chữ vạn rất là nhỏ và có thể kê được vừa phòng vừa vừa. Bộ này rất là sang trọng. Đây là một bộ chữ vạn bằng gỗ hương của Lào. Khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy là đây là một trong những cái bộ mà Hương Mai ngày xưa thích lắm cái mẫu này. Nó vừa đơn giản, vừa thanh thoát, vừa sang trọng, mà nếu mà đặt ở trong cái căn phòng, đặc biệt là những cái căn phòng mà có cái không gian thì nó sẽ nhìn từ bên này sang thẳng bên kia, mặc dù là vẫn có các cái vách. Thế nhưng mà cái vách này nó bằng chữ vạn thì nó nhìn thông suốt từ bên này sang bên kia, mà khi mà ngồi thì rất là dễ chịu, thoải mái. Ngày xưa mẹ nhìn cái mẫu này mẹ thích cực kỳ luôn. Rồi mẫu này là một trong những mẫu mà Hương Mai tâm đắc vô cùng luôn, từ những ngày đầu khi mà sản xuất ra các cái sản phẩm mới. Và đến bây giờ thì Hương Mai vẫn thấy là nó rất là đẹp, vô cùng là đẹp, sang trọng nữa. Ngọc thấy sang trọng không? Có. Đấy, cái bộ này đặt ở nhà biệt thự được này, nhà chung cư được này, nhà mà có cái view nhìn ra các cái cửa được này, xong rồi lại kể cả là những cái nhà ống cũng được này. Nó rất là dễ kê hơn các cái nhà khác, mà cái bộ này thì nó không cần không gian rộng. Những cái bộ này thì đẹp nhất khoảng độ tầm 20m², cứ từ 15m² trở đi là đã kê bộ này đẹp rồi. Và với cái bộ thiết kế như thế này thì là một đi văng này, 4 ghế, một bàn 2 đôn là 8 thứ, thì trong cái không gian mà kê thì quý khách sẽ thấy là nó rất là thoáng và đẹp. Là một bộ gỗ hương của Lào, khi mà đặt để thì nó rất là thơm, mà cái màu sắc thì vân gỗ của cái mặt bàn này con này, vân gỗ nó vân như núi như sông, nó rất là đẹp. Và cái bộ này thì chủ yếu chủ đạo là cái độ đơn giản, tiện lợi và sang, nó gọi là tối giản, giống như là kiểu văn hóa của người Nhật. Tức là mọi thứ nó đều rất là đơn giản, tiện lợi, nhưng mà để sử dụng thì nó vô cùng là tuyệt vời. Và với một cái bộ bàn ghế sang trọng như thế này, một không gian nó vừa vặn xinh xắn, nhà quý khách tầm 18m² trở lên đến 25m² thì sẽ đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt đẹp. Và với giá cả cũng như là chi phí của cái bộ này nó rất là hợp lý, nên là hôm nay Hương Mai cùng con gái yêu Sử Thị Ngọc Anh giới thiệu với quý khách với một cái bộ mà Hương Mai nghĩ là nó rất là đẹp và sang trọng, cũng như là đơn giản đến với quý khách. Và mong là quý khách sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mình. Và với một ngày mới thì Hương Mai xin chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công và có nhiều điều tốt đẹp, cũng như là nhiều năng lượng sống để vượt qua đại dịch Covid-19 và sau đó thì tái tạo năng lượng. Khi mà hết dịch thì hãy đến với số 1 công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai, địa chỉ là phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hoặc là số 1 Đồng Kỵ, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, thì quý khách sẽ thấy là có một cái ngã tư ở giữa đường và có một cái tháp Eiffel, cũng như là gần cái Halaka Ocean Bay City, thì ngay bên cạnh đấy là đồ gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai. Và rất là mong quý khách sẽ vào tham quan và có duyên thì sẽ mua sắm. Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi kênh YouTube của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn thành công và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn quý khách. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.